Bạn Trang đang làm gì ở kia thế nhỉ? Mình phải ra trêu mới được. Bạn nhím lại trêu tớ rồi. Lúc nào cậu cũng trêu tớ thôi. Tớ thấy cậu ngồi đây chán quá, tớ bày trò chơi một tí thôi. Cậu đang làm gì ở đây đấy? Tớ đang kéo cá này bằng cái rổ tự chế của tớ đây các cậu ơi. Đâu cá đâu? Kéo đâu? Đây này. Sắp có cá rồi đấy. Vừa nãy nhìn thấy mấy con nó tủm tủm kia kìa. À thế à? Đấy. Ui nhím ơi, tớ phát hiện ra con đỉa. Ui, đang bám vào chân cậu này. Đang hút máu. Con đỉa này. Nhanh, lấy gì đó ra đi. Ui. Đây. Eo ơi. Ui, nó bám vào chân của bạn nhím từ bao giờ ấy? Eo ơi, nó hút được đầy máu của mình này. Ui, sợ chưa? Đây. Tớ vừa bắt được một con ốc rồi. À đây à? Ừ. Ui, con ốc to nhỉ. Đấy, bây giờ nhé các bạn nhìn này. 1 2 3. Wow! Mắt đây sao? Đâu? Wow! Kéo được con gì này? Đấy. Ui, con gì đây? Con gì đây nhỉ? Wow! Con gì? Đây là một con tôm hùm. Còn đây là con gì mà nhiều xúc tu thế? Đây á. Con gì mà nhiều xúc tu thế này nhỉ các bạn ơi? Con này là con bạch tuộc các bạn ạ. Ừ, con bạch tuộc đấy các bạn ơi. Ôi nhìn mắt nó này. Nhìn hai cái mắt này. Ừ. Ui, nhiều xúc tu nhỉ. Thích chưa? Đây bỏ vào giỏ đây à? Để ở đây. Giỏ trông như cái vó nhỉ? Ờ đấy. Cậu phải đặt xa xa ra thì cá mới vào được. Đây, đặt đây thôi cậu ơi. Đặt xa sâu lắm. Thế à? Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ đừng ra kéo vó như mình nhá. Ta đây phải có sự giám sát của người lớn nhá. Bây giờ mình sẽ ngồi đây đợi nhá. Khi nào cá vào trong cái giỏ kia thì mình sẽ nhấc lên nhá. Ờ, đợi nhưng mà đợi thế này có lâu không? Cái gì sột xoa trong bụng thế hả bạn nhím? À, đây á. Ờ, cái gì đấy? Đố biết đây là cái gì? Đố biết đây là cái gì đấy? Đấy á. Ờ. Sột soạt thế này chắc là gói mì tôm à? Không phải đâu. Đồ hay ăn mì tôm mà không phải đâu. Ten ten, biết gì đây không? Đấy là bim bim của tớ đấy. À bim bim mà bim bim hình hai con mắt to thế. Đây này, bim bim Pikachu này, có cả thẻ bài đấy, đúng rồi. Thế thì cho tớ ăn cùng đi, tớ mới cho kéo vó cùng. À, nhưng mà cá nó có ăn bim bim không nhỉ? Cá, à có đấy. Để mình bóc bim bim xong mình thả ở đây xong, xong gọi cá vào nhá. Thử xem là có được một mẻ cá lớn không nhá các bạn ơi. Đấy, bim bim này. Đấy, có cả thẻ bài đây này. Đâu, thẻ bài gì? Pokemon. Thẻ bài à? Pokemon, mình sưu tập đấy xem được con gì được. À, được một con chim Pokemon. À thế. Đây này, bim bim này các bạn ơi. Cái này gọi chim Pokemon rồi được đấy. Ừ. Các bạn ơi, bim bim ngon như này. Đấy, bim bim của tớ ngon không? Ăn thử nhá, xem vị như nào nhá. Ngon nhỉ. Cay quá các bạn ơi. Hơi cay thôi. Vị ớt cay siêu nồng này. Ừ. Vớt một ít ra cho cá nhá. Bây giờ phải vớt một ít ra để gọi cá vào đấy. Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà Trang, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Đấy các bạn cứ thả bim bim ra đây là cá nó đấy, nó vào ăn nhiều lắm đấy. Chờ lúc nha. Ấy, có cá rồi. Ờ, tớ vừa nhìn thấy có cá quay. Tủm ra đây các cậu ơi. Kéo lên đi xem nào. Tớ ơi, theo dõi tớ nhá. Ấy, đúng rồi, 1, 2, 3, lên. Wow. Wow, có con cá này. Một mẻ cá lớn các bạn ơi. Ui, con gì đây? Con cá. Wow. Con cua. Đây này, đúng rồi, đây này. Đây là con cá đốm các bạn ơi. Đây là con cá mập. Cá mập đúng không? Ờ, đây trông như con cá mập đấy, con cá mập chấm bi. Wow, còn đây là một con cua. Wow, cua này cua biển. Cua to chưa các bạn ơi? Ui dồi ôi, cua biển luôn. Ôi, nhìn này, hai cái mắt lồi ra này. Ui dồi ôi, nhìn này, cái càng to chưa này. Con cua 8 cẳng, 2 càng, 1 mai, 2 mắt, rành rành con cua. Thế còn đây là con gì? Con gì trông lạ lắm. Đây là cái con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Con sam à? Ừ. Đúng không? Ơi. Ui, nhìn chân này, nhiều chân chưa các bạn nhiều ơi? Chân nó nhiều chân thế. Ui, nhìn cái đuôi dài chưa này? Con này hai cái mắt nó ở hai bên này các bạn ơi này. Wow. Đấy, trên người nó cũng gai à? Ừ, nhiều gai trên nhỉ? Người có gai để tự vệ đây này. Ui, bên hông này cũng có gai này. Mẹ này bắt được nhiều đấy. Ờ, được 3 con. Thử thả đi. Thả nha các bạn ơi. Xem còn con gì không nhá. Chắc là bọn này nó thích ăn bim bim đấy, thế nên là nó nó khả bơi cao. Vào nhiều đấy. Khả năng cao bọn này thích ăn bim bim các cậu ơi. Đấy. Rồi lại đợi tiếp các bạn ơi, đợi một tí nữa là cá nó lại vào nhá. U Trang ơi. Ôi. Đứng ăn nữa, tớ phát hiện ra con gì đây này. Đâu. Đây này, ui dồi ôi. Đâu? Đây. À, con ốc. Ui. Phải không? Đúng rồi. Sao con ốc này nó đầu nó dài nhỉ? Một con ốc sên các bạn ạ. Này, râu của nó này cậu nhìn thấy không? Ờ, tớ nhìn thấy rồi, cái râu này. Còn đây cái mai của nó này.
Ui chết rồi, nó thụt tôi rồi cậu ơi. Ừ, nó nhìn thấy mình nó sợ nó thụt rồi. À, hình như là do mình động ấy, mình động nạy ấy. Có tiếng động là nó sẽ thụt vào đấy, bọn ốc này nó nhát lắm. Các bạn ơi, đây là con ốc sên đấy nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn đã nhìn thấy con ốc sên bao giờ chưa? Đây ốc sên bé các bạn ơi, cái con ốc sên to là nó to đùng như này cơ. Này tớ bảo. To như này cơ. Hình như cá nó thích ăn cả châu chấu đấy. Hả? Ờ. Hay là mình bắt châu chấu xong mình thả mình gọi cá vào đi. Ừ, lần này mẹ này thử bắt châu chấu nhá, xem có được nhiều cá hơn mẹ vừa nãy cho ăn bim bim không nhá các bạn ơi. Đi. Đây rồi, mình nhìn thấy một con đây rồi. Ui, đây, nó trốn đằng sau cái lá này. Các bạn ơi, nhìn thấy không? Đấy, bây giờ mình sẽ bắt nhá. Ui thôi. Đúng đấy. Đây để bắt cho. Ấy. Bắt chưa? Bắt được rồi. Được một con rồi. Một con các bạn ơi, phải bẻ càng đi không nó nhảy mất. Đúng rồi. Tìm thêm con nữa. Đây, được rồi. Một con nữa rồi. Được hai con rồi. Hai con thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình rắc cho dụ cá vào đi. Đấy, được hai con này các bạn ơi. Đi. Nhà bây giờ cậu thả châu chấu xuống đi. Ui, các bạn ơi, đây. Mình bắt hai con rồi, bây giờ mình sẽ thả xuống nha. Để cho cá ăn nha. Đấy. Mồi cái câu cá này. Đấy. Cá nó sẽ bơi vào đấy đấy. Đấy, chỗ kia. Hai con châu chấu rồi. Bây giờ mình ngồi đợi khi nào cá nó quẫy là mình sẽ nhấc lên các bạn nhá. À. Không biết được chưa nhỉ? Không biết, chưa gì đâu cậu ơi. Ui, không rồi. Có cá quẫy à? Ừ. Vừa tủng vai cậu ơi. Nhấc lên đi sao nào? Nhấc cậu ơi. Sẽ được con gì không nào? 1, 2, 3. Wow, nặng quá. Ui. Hình như mẻ này nhiều đấy. Wow, được con gì thế này? Ui. Được con cá sấu. Một con cá sấu con này các bạn ơi. Wow. Ui, con cá sấu này nó răng nó to chưa? Người nó dài chưa cậu ơi? Ui, răng nó sắc lại. Ui. Còn lại. Nó cắn đấy, đừng trêu. Các bạn ơi, gặp cá sấu ngoài đời thật à? Chỉ có đứng chạy xa thôi. Nhìn thôi nhá. Đừng lại gần. Và cũng đừng có cầm nó như này nhá. Ừ. Đây nữa này. Con gì đây? Đây á. Đây hình như là con sao biển à? Không phải. Đây con gì ấy nhỉ? Đây hình như con gì à, các bạn? Đây là con cá đuối, đúng rồi, con cá đuối nó bơi như này này. Úi trời à, ơi, đúng rồi, đây là con cá đuối đấy các bạn ơi. Ô, con cá đuối ngoài biển mà sao nó ở đây nhỉ? Ờ, chắc là nó thích ăn cào thế nên là nó vào đấy. Còn đây là con gì đây? Một con cá ăn thịt các bạn ơi, mình nhìn bộ răng này mình biết rồi này. Răng còn mở ra được nhá các bạn ơi. Con cá này răng nó sắc lắm đấy con cá này. Úi, cá này ở Amazon đấy, úi giời. Sợ lắm. Đấy. Ôi nhìn này, đuôi dài chưa này. Ôi nhìn vây này. Trông vĩ đại chưa? Ờ. Ôi, hôm nay bắt được nhiều đồ chưa? Ôi nhưng mà hôm nay sợ nhất là cái con đỉa nó bám vào chân cậu ấy nhỉ? Ừ, sợ thật đấy. Nó hút chảy đầy máu nha các bạn ơi. Sợ lắm. Đây này, vẫn chảy máu này. Thôi mình đi về đây. Đi về đi. Để băng bó thôi, đi. Đi thôi.